17 tấn sữa mẹ đông lạnh trên 4 chuyến hàng về Malaysia. Đây được xem như một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Quý vị có bao giờ tự hỏi thế nào là ngây thơ? Đó là khi những đứa trẻ mếu máo vào thứ hai đầu tuần này rồi vẫn nức nở đòi mẹ rằng: "Con không đi học đâu, nghỉ Tết tiếp cơ."